Nếu các anh em có nhu cầu về dịch vụ Apple 4, hãy truy cập vào shop fifavn.com. Một shop account tự động với hệ thống hiện đại, tự cộng tiền, nạp SMS, nạp sò, đặt mua account BB trắng theo yêu cầu một cách uy tín. Thông tin chi tiết mình để ở phần mô tả bên dưới video nhé. Hello anh em, đã quay trở lại với KD Channel. Và trong video lần này sẽ là tài năng trẻ người Anh Phil Foden mùa giải 21 TOTS. Chỉ sở hữu chiều cao 1m71, nặng 69kg, thể hình nhỏ, cho nên không quá bất ngờ khi in game Foden trông rất nhỏ con và mỏng manh. Thế nên chắc chắn một điều là anh cũng không mạnh trong những pha tranh chấp. Nhưng bù lại, cũng nhờ vậy mà tốc độ của Foden là rất nhanh và nó hoàn toàn đủ để xếp anh ở cả vị trí CAM lẫn hai biên. Như đã nói, tranh chấp vốn dĩ không phải là thế mạnh của Foden, mà sự lợi hại của cầu thủ người Anh nằm ở khả năng xử lý bóng khéo léo và rẽ dắt qua người. Nhìn chung thì cầu thủ đang đầu quân cho Manchester City xoay sở rất dẻo, đổi hướng di chuyển nhanh ở vận tốc cao, cùng với đó là 5 sao skill nên sẽ rất thích hợp cho những anh em có khả năng rẽ dắt bóng tốt. Mình cũng đánh giá cao khả năng làm bóng, kiến tạo của Foden cho các vệ tinh xung quanh. Có điều, do chân phải chỉ có 3 sao nên hơi thiếu ổn định khi Foden chuyền bóng bằng chân không thuận này. So với chân phải thì chân trái của Foden chuyền ổn định hơn rất nhiều, cũng như có một độ chính xác cao hơn. Bên cạnh thì những pha phát bóng dài đôi khi cũng hơi thiếu chính xác. Nhưng tụ chung lại thì khả năng phân phối bóng của Foden vẫn là khá tốt, nhất là ở những tình huống ban bật bóng ngắn. Ngoài ra thì những pha tạt bóng vào của Foden cũng rất chất lượng, bóng đi rất xoáy và có độ sát thương cao. Cho dù đó là những pha tạt xuôi hay tạt ngược thì Foden vẫn mang đến nhiều mối lo cho hàng thủ đối phương mỗi khi anh tạt bóng. So với chân trái thì chân phải anh tạt không tốt bằng. Về khả năng dứt điểm, ở những tình huống sút từ xa thì lực sút bóng đi không được căng và thường là cũng không quá hiểm. Cự ly mà Foden có thể ghi bàn từ ngoài vòng cấm là sát rìa vào 16m50, và để có một cú ra chân chất lượng thì đòi hỏi các anh em phải sút rất kỹ, cũng như là để cho Foden có một tư thế thuận lợi. Bởi với dáng người mỏng nên nếu bị đối thủ áp sát thì sự tác động của đối phương sẽ dễ khiến Foden dứt điểm không được như ý. Đó là những pha ra chân ở ngoài vòng cấm, còn trong vòng cấm thì Foden tỏ ra nhạy bén hơn nhiều. Bên cạnh đó, do chân không thuận chỉ có 3 sao nên những pha dứt điểm từ chân phải của Foden không bén như chân trái, cũng như độ ổn định là không cao. Dù không phải là phế, nhưng nếu được thì cũng nên tránh để Foden dứt điểm bằng chân không thuận này. Tổng kết lại, Foden mùa giải 21 TOTS có các ưu điểm như tốc độ rất nhanh, rê bóng dẻo và khéo léo, khả năng chuyền chọt khá tốt, kỹ năng tạt bóng rất hay, dứt điểm khá tốt trong vòng cấm, còn sút xa ở mức tạm. Điểm hạn chế của Foden là khả năng tranh chấp yếu, chân không thuận chỉ có 3 sao và những cú dứt điểm từ xa hơi thiếu lực vào độ hiểm. Và trên đây là bài review của mình về Phil Foden mùa giải 21 TOTS. Nếu các anh em thấy hay, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe để đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video tiếp theo.